Đây là cái chai của mình đây. Cái này là bí đỏ. Xíu luôn á mọi người. Cái này bí đỏ nha. Mình và bạn được sẽ làm chung nha. Nhà có gì làm đó nha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ nhóm mình sẽ sáng tạo ra nha. À, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi ý. Để sao mà thấy đẹp là được. Đúng rồi. Cả nhà cùng theo dõi mấy chị em mình làm nha. Yeah. Let's go. Mọi người cùng đi chơi Halloween với chị em nhà mình nha. Ok. Yeah.
trục chuyên mục Halloween thì tụi mình sẽ hóa trang cho hai bạn nhỏ này nha. Cộng thêm tụi mình luôn, bây giờ là trước hết là hóa trang cho hai bạn nhỏ này trước. Cái này là khu dông ma nè, còn cái này để chắc chú gửi quá, mà không là mai còn rồng nha. Cái này là rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vô nhau làm nha. Mình làm mai còn rồng nha mọi người. Đặt cái này